nếu mà các anh chị ở đây lâu thì mình sẽ thấy ở đây bán rất là nhiều món nổi tiếng như là cháo vịt khóa lấu, rồi bánh mì, rồi bánh xèo, bánh khọt. Do sự ảnh hưởng của đại dịch nên người ta cũng ít đi ăn, rồi ít đi chơi, rồi một phần học sinh, rồi sinh viên rồi cũng không có đi học, nên các anh chị ở đây bán rất là khó khăn. Trường vắng, trường không bóng người. Không biết ngày xưa anh chị và các bạn học ở phòng nào, và ngày xưa có khác bây giờ hay không. Nhìn bên hông của trường nè, có cái món nước mía, nước cốt dừa nữa. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều ngày 25 tháng 2 2020. Và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Tôn Thất Thuyết, ngay ngã ba Tôn Thất Thuyết và Xóm Chiếu. Nơi đây có một ngôi trường, trường cũng rất là xưa cổ nè, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhưng mà ngày nay thì có lẽ không còn hoạt động nữa. Chúng ta thấy ở đây nó hơi vắng lặng, điều hiu. Và khi nhắc đến quận 4 thì chúng ta không thể nào bỏ qua những hàng quán ăn uống, rồi nơi đó có những ngôi chợ, những con đường, những con hẻm, và bên cạnh đó thì cũng có những ngôi trường. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, các bạn có nickname Trần Minh Thiên, muốn nhìn lại một cái ngôi trường xưa mà có lẽ ngày xưa anh chị và các bạn đã từng học nè, đó là con ngôi trường Nguyễn Trãi, trường phổ thông Nguyễn Trãi. Và ngôi trường này nằm ở trên con đường Nguyễn Tất Thành, cũng là con đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Và theo tài liệu em tìm hiểu từ internet thì ngôi trường này ngày xưa có tên tiếng Pháp, chỉ dạy nam sinh thôi. Được thành lập từ năm 1923 tại Hà Nội, rồi sau đó mới dời vào miền Nam này, và đến 1972, và đến năm 71-72 thì dạy thêm, có thêm nữ sinh nữa. Đến năm 78-79 thì là trường cấp 3, hiện nay là trường phổ thông Nguyễn Trãi đó ha. Ngày xưa ngôi trường này cũng đào tạo các cấp như là nhất cấp nè, tú tài 1, tú tài 2 nè, cũng không thua kém các ngôi trường Bê Xuất Ký, cũng như Lê Hồng Phong, trường Gia Long, cũng là Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay đó ha. Cũng là một trong những trường mà có tiếng đó. Trường được dời vào Sài Gòn này từ năm 1945 thì phải, hình như là 1954. Theo em tìm hiểu sơ sơ là như vậy nhá, không biết ngày xưa thì như thế nào. Và phía sau lưng chúng ta có những cái ngôi chợ mà nằm ở ven đường này thôi, đó là chợ 200, có chợ Bến Đò Long Kiển, chợ Tôn Thất Thuyết. Đi lên một tí nữa thì có con đường, đó là đường Tôn Đản. Và hôm nay em dẫn bà con mình, chúng ta cùng đi đến ngôi trường Nguyễn Trãi ha. Mình để đi theo con đường Xóm Chiếu, con đường Xóm Chiếu đi ngang ngôi chợ 200. Mà nếu các chị đã từng ở quận 4 này thì không thể nào bỏ qua ngôi chợ 200 ha. Đi tới tí nữa là cái cầu Tân Thuận. Rồi chúng ta sẽ quẹo bên trái, đó là ngôi chợ, con đường Xóm Chiếu đi vào chợ 200. Một ngôi chợ rất là tấp nập về những hàng quán ăn uống về đêm. Ngôi chợ này thì em chưa đi ban ngày lần nào á, không biết ban ngày thì như thế nào ha. Đó, chúng ta đang đi vào con đường Xóm Chiếu nè. Có lẽ con đường này ngày xưa thì bán rất là nhiều chiếu. Cái xóm làm chiếu. Và ở đây có một cái nhà thờ Xóm Chiếu quận 4.
mình đi lại một tí thì có cái ngã ba, ngã tư bán rất là nhiều đồ ăn. Ở đây mình thấy tầm 5, tầm 7 là những cái hàng quán ăn uống như bán ốc nè, rồi bún riêu nè, rất là nhiều hai bên đường luôn. Lần trước em cũng có thực hiện cái video clip đi bộ để các anh chị nhìn những cái hàng quán ở đây, rất là đông. Đối với các anh chị và các bạn ở hải ngoại thì chắc có lẽ nhìn những hình ảnh này thì mình cảm thấy nó không phù hợp với những cái cảm giác cũng như là khẩu vị. Nhưng mà nếu mà các anh chị ở đây lâu thì mình sẽ thấy ở đây bán rất là nhiều món nổi tiếng như là cháo vịt khóa lấu, rồi bánh mì, rồi bánh xèo, bánh khọt, phở, rất là nhiều, cũng rất là đông người ăn ở cái giao lộ ngã tư này nè. Em sẽ chạy một vòng vô cái bên hướng bên phải để các anh chị nhìn sơ sơ vài hình ảnh ở đây. Buổi chiều bây giờ người ta mới bắt đầu dọn ra. Nếu mà ngày xưa các anh chị học ở ngôi trường Nguyễn Trãi này thì chắc có lẽ cũng đâu ba lần mình tan trường và đi đến những cái hẻm như thế này để ăn vặt. Thẳng hướng là nhà thờ Sớm Chiếu. Nhà thờ này thành lập năm 1856. Rất là lâu đời luôn. Mình thấy có nước mía nè, bán vịt lộn nè. Cái món ăn vặt không thể nào bỏ qua khi mà chúng ta đến Sài Gòn nè. Ở đây bán phá lấu nè, rất là nhiều luôn. Tới đây là nghe mùi thơm nồng nặc. Ở đây thì quán ốc nè, quá trời. Súp cua, súp ốc heo. Đó, thẳng cái hẻm này luôn nè, qua bên kia luôn nè. Rất là đông luôn. Ngay vị trí này là chợ 200 đó. Không biết 200 là như thế nào ha. Nhưng mà cái địa danh này cũng rất là lâu đời rồi. Mình chạy thẳng một vòng đi rồi mình sẽ dòng ra cái ngôi trường Nguyễn Trãi nha. Quá trời luôn. Trời ơi. Hôm nào em sẽ đi đi bộ đi. Đi bộ các anh chị nhìn sẽ rõ hơn cái không khí ở đây. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha. Như ở đây là bán cơm gà xối mỡ nè. Sơ bộ để các anh chị thấy được cái chợ 200 này buổi chiều như thế nào. Rất là nhiều hàng quán, rất là nhiều món bột chiên, trời ơi, hoa trời, bún mắm nữa nè, hủ tiếu Nam Vang. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái con đường Sớm Chiếu ha. Và đi thẳng con đường Sớm Chiếu này, chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Tất Thành cũng như Trịnh Minh Thế ngày xưa. Ngay cái ngã tư đó là trung tâm của chợ 200. Đi lại khu đó là mình cảm thấy cái không khí tấp nập liền. Nhưng mà mấy nay thì trường học đồ rất là buồn, bởi vì học sinh nghỉ học đó, không biết nghỉ đến bao giờ đây. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì chính thức cho cái
sự ảnh hưởng của dịch bệnh này. Bình thường thì giờ này con đường này rất là đông, rất là tấp nập, nhưng mà các anh chị thấy nó rất là khác nè. Do sự ảnh hưởng của đại dịch đó, nên người ta cũng ít đi ăn, rồi ít đi chơi, rồi một phần học sinh rồi sinh viên rồi cũng không có đi học đó, nên các anh chị ở đây bán rất là khó khăn. Ngôi chợ này trời nắng thì mình thấy nó sạch sẽ, còn trời mưa thì ở đường nó hơi chèm nhẹp, mà không biết bây giờ như thế nào ha. Tại lúc trước có mấy lần em đi ngang trời mưa thì tại vì đường nó lởm chởm, nó động dũng đó, đường này đường Đoàn Văn Bơ, giao lộ Đoàn Văn Bơ chợ Kho 11 đi tới anh tí đó là đường Trịnh Minh Thế nè. Thì bên tay phải có những cái hẻm để thông ra đường Trịnh Minh Thế luôn, đường Nguyễn Tất Thành luôn. Hôm bữa thì em có đi vào cái hẻm rồi đó. Đây là phía sau bên hông của trường nè. Ở đây thì cũng có mấy hàng quán ăn giặt, nhưng mà do là bây giờ học sinh nghỉ học rồi nên thành ra hàng quán ở đây vắng lắm. Mình thấy ở đây có món bột chiên, rồi trà sữa, rồi nước giải khát. Và phía bên kia đó là đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế, có rất nhiều nhà kho, rồi ở đó là cảng mà. Nhìn vài hình ảnh của phía trước ngôi trường ha, nhìn cho đỡ nhớ trường, nhớ ngày xưa lúc mà còn đi học thì chúng ta ngày nào cũng đi vô đây, nhưng mà đến nghỉ học rồi thì có mấy khi đi ngang đây. Ở đằng kia thì có cái hẻm, hôm bữa chúng ta đi vô cái hẻm đó rồi đó. Nhìn xa xa thì có cái bồn nước, bồn nước này cũng rất là xưa rồi đó. Đi thẳng một tí nữa thì đến cầu Tân Thuận, Tân Thuận 2. Mình nhìn qua ngôi trường chút xíu nữa ha. Trường vắng, trường không bóng người. Không biết ngày xưa anh chị và các bạn học ở phòng nào, và ngày xưa có khác bây giờ hay không. Nhìn bên hông của trường nè, một chút bùi ngùi, một chút xao xuyến nhìn lại trường xưa. Có cô vá xe, vá xe bơm xe đó, và chị bán hoa lấu ở đằng kia, chú chạy xe ôm. Ở đây cũng có một cổng nữa nè. Trường này có mấy cổng luôn á, cổng trước, cổng sau, cổng bên hông. Rồi đây là đường Sớm Chiếu. Bên đây cũng có một cổng nữa. Đối với những hình ảnh này, không biết chị cũng có nhìn ra hay không, con đường Sớm Chiếu ngày nay. Rồi chúng ta sẽ tạm biệt ngôi trường Nguyễn Trãi này. Chúng ta sẽ đi tiếp đoạn nữa, rồi em sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Số hình ảnh ở con đường Sớm Chiếu chợ 200 gửi anh chị và các bạn.
nhìn lại ngôi trường xưa, nhưng mà hôm nay trường đã đóng cửa. Trường bây giờ chắc có lẽ sơn sửa lại khác ngày xưa ha. Đúng rồi, cặp bên hông trường này có hẻm 369, hẻm 369 đi ra đường Xóm Chiếu luôn đó. Đối với con đường Nguyễn Tất Thành này, những tháng trước rất là đông vào cái giờ này, không thể nào mà chạy xe với tốc độ 20 km được, và nhích cảm thấy rất là bực bội. Nhưng mà hôm nay thì đường xá trống trải, vắng vẻ, nói chung vắng không đến nỗi vắng tanh, nhưng mà không có đông. Để nó vắng vẻ anh chị cười nữa, nó đường về vắng gì, nhưng mà so với những tháng trước thì chúng ta thấy nó rất là thoáng. Có cái món nước mía, nước cốt dừa nữa. Không biết cái món đó hương vị như thế nào, mà bây giờ cũng sắp tới giờ ăn cơm mà, nên không có ăn lung tung, nên thật ra về nhà ăn không nổi rồi, bỏ bữa nữa. Đó, Sài Gòn buổi chiều mát mẻ. Buổi trưa, dạo này buổi trưa Sài Gòn nắng dữ lắm, khoảng 34-35 độ. Nắng hay là nắng luôn. Rồi, video em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Long TV. Nhân đây em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn mong cho đại dịch sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường và các em nhỏ đi học lại bình thường. Chứ bây giờ thấy trường vắng nè, rồi căng tin thì không có ai mua nè, rồi nhân viên căng tin là thất nghiệp nè, rồi những giáo viên hợp đồng không có tiết dạy, không có lương nè, rồi những anh chị lao công cũng vậy luôn. Giáo viên thì chỉ có mấy chục phần trăm lương cơ bản thôi, do là không có dạy học, với sự ảnh hưởng rất là tất cả các lĩnh vực. Có thể nhìn lại cây cầu Tân Thuận, cầu cũ nè. Ngày xưa là cây cầu giống cầu Cái Lậy ha, cầu đúc. Và ngày nay ở đó có cái công trình gì nè, thấy làm rất là lâu rồi mà chưa xong, ở trên dòng kênh Tẻ này. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn, hẹn lại trong những video tiếp theo. Em đi dòng đường này để em quay về thôi.